Nếu mà anh chị đang có nhu cầu chúng ta mua một chiếc đèn năng lượng mặt trời với tầm giá dưới 1 triệu đồng để lắp vào trong nhà, thì trên thị trường nó có rất nhiều các mẫu mã để cho anh chị lựa chọn, từ những cái mẫu mà 300-400 nghìn đến 500-600 nghìn đến khoảng 1 triệu, thì nó có rất nhiều phân khúc. Thế thì lựa chọn cái mẫu nào cho nó phù hợp cũng như là tối ưu nhất về cái giá tiền, thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ đưa ra cho anh chị một cái sự lựa chọn, một cái mẫu đèn chống lóa kim cương hàng chính hãng của công ty Hoàng Long. Thì với cái mẫu này thì nó sẽ có ưu điểm gì, lắp đặt ở đâu và giá cả hiện tại là bao nhiêu tiền, thì xin mời tất cả anh chị chúng ta cùng theo dõi và bắt đầu video này. Thì đầu tiên em sẽ báo giá luôn cho anh chị về cái mẫu này, bởi vì em biết là rất nhiều anh chị chúng ta mua đèn chúng ta hay quan tâm về cái mức giá đầu tiên. Thì hiện tại cái sản phẩm đèn chống lóa 200W mắt kim cương của công ty Hoàng Long thì hiện tại bên em đang bán là giá là 980.000 đồng anh chị ạ, sẽ bao gồm cho anh chị là một thân đèn, một tấm pin năng lượng, các bộ phụ kiện ốc vít và điều kiện kèm theo, cũng như là tất cả các giấy bảo hành đầy đủ. Thế thì với cái số tiền anh chị bỏ ra chưa đến 1 triệu đồng và cụ thể là 980.000 thì anh chị sẽ nhận được một cái sản phẩm như thế nào và lắp ở đâu? Thì thứ nhất là khi mà anh chị có nhu cầu lắp ở trong nhà hoặc là mái hiên ở trước cửa thì chúng ta có thể ưu tiên lựa chọn được cái mẫu này anh chị ạ. Bởi vì cái mẫu này thì nó có cái tính năng là chống lóa. Do đó thì khi mà anh chị lắp ở trong nhà hoặc là ngoài mái hiên thì khi mà chúng ta sử dụng thì nó sẽ không bị ảnh hưởng đến mắt, và chúng ta khi mà nhìn vào chiếc đèn thì nó sẽ không bị cái cảm giác chói mắt. Thì đây chính là cái ưu điểm lớn nhất của cái mẫu đèn này. Khác với những cái dòng đèn pha thì nó có cái giá thành rẻ hơn, tuy nhiên thì nó chỉ phù hợp lắp ở ngoài bên ngoài trời là chính anh chị ạ. Còn khi mà chúng ta sử dụng trong nhà thì nó sẽ hơi bị chói mắt. Thế thì để giải thích cho anh chị về tính năng chống lóa cũng như giúp cho anh chị dễ hình dung hơn thì em sẽ lấy ra cho anh chị hai cái mẫu. Thứ nhất là mẫu chống lóa và thứ hai là mẫu pha thường. Thế thì có rất nhiều anh chị khi mà điện đến bên công ty Hoàng Long hỏi mua thì thường hay kêu là tại sao cái đèn này nó lại giá thành lại cao. Thế thì đây em sẽ phân tích cho anh chị nhé. Về cái đèn năng lượng mặt trời ấy, thì cấu tạo của nó bao giờ cũng có hệ chip LED và cái chóa phản xạ để nó làm sao khuếch đại ánh sáng. Thì với những cái dòng đèn thường thì anh chị có thể nhìn đây, cái hệ chip LED của nó là sẽ là nằm ở mặt phẳng, sau đó thì nó sẽ có một cái chóa phản xạ. Thế thì cái chóa của cái đèn thông thường thì nó rất là sâu, do đó thì khi mà anh chị sử dụng thì nó sẽ chiếu được rất là xa, nhưng cũng ngược lại thì khi mà anh chị nhìn trực tiếp hoặc là chúng ta lắp ở khoảng cách gần thì nó sẽ bị gây ra chói mắt. Tuy nhiên với những cái mẫu đèn chống lóa thì anh chị có thể quan sát cái hệ thống mà thấu kính phản xạ của nó hoàn toàn khác. Đây nó cũng sẽ có một hệ là chip LED, nhưng mà cái chóa của nó thì rất là nông, gần như là cái hệ chip LED này thì nó sẽ nằm ở ngay cái mặt phẳng của đèn. Đồng thời với cái mẫu mà chống lóa kim cương này thì nó được nâng cấp lên một cái hệ thấu kính đa chiều phản xạ, tức là sẽ có 5 cái chiều phản xạ ở mỗi con chip LED này. Đấy, thì khi đó khi mà ánh sáng phát ra thì thứ nhất là ánh sáng nó sẽ được khuếch đại rất là đều, và thứ hai là nó có thể chiếu được sang cái phần ngang này. Khác với cái mẫu này thì nó sẽ chiếu phần chéo này ra nhé, nhưng mà cái này nó có thể chiếu ngang này, do đó cái ánh sáng của nó sẽ tỏa rộng hơn rất là nhiều, và đồng thời thì anh chị sẽ cảm thấy là ánh sáng của nó rất là dịu mắt. Thì đây chính là cái điểm khác biệt của nó. Về cái cấu hình chi tiết của cái mẫu này thì em sẽ chia sẻ cho anh chị về cái đèn năng lượng mặt trời chống lóa nói riêng và tất cả các mặt đèn năng lượng khác, thì nó sẽ gồm có 3 cái phần chính. Thứ nhất là về phần chip LED, thứ hai là về phần pin, và thứ ba là về phần tấm năng lượng. Thì anh chị mà chúng ta đi mua thì chúng ta sẽ quan tâm đến 3 cái phần đấy. Ngoài ra thì cái cấu tạo của cái hệ thấu kính phản xạ nó cũng rất là quan trọng, nó sẽ quyết định đến xem mà đèn nó có sáng gắt hay không, hay là nó sẽ sáng tỏa. Đấy thì anh chị có thể quan tâm. Thì thứ nhất là cái mẫu này thì bên em sẽ sử dụng chip LED của nó là chip LED 3030. Đây là một loại chip LED hiệu suất cao anh chị ạ. Nó có các loại 2835, 5730, rồi 3030, rồi 5054. Thì đây là một cái dòng chip LED rất là cao cấp và cái hiệu suất sáng của nó rất là tốt. Khi mà anh chị sử dụng thực tế thì anh chị sẽ cảm thấy là ánh sáng của nó sáng trắng, gần như là ánh sáng đèn điện chúng ta sử dụng hàng ngày ấy. Do đó thì cái màu sắc của ánh sáng nó rất là dịu mắt và rất là thích. Mẫu này thì đang được trang bị là 150 chip LED 3030 anh chị ạ. Và về cái phần pin thì cái mẫu này bên em đang trang bị cho nó là 5 cell pin, dung lượng là 30.000 mAh. Pin thì nó sẽ được nằm ở bên phía bên trong này, để lát em sẽ cho anh chị xem thực tế pin luôn. Và ngoài ra thì cái cấu tạo của nó cũng rất là cao cấp, anh chị có thể nhìn. Nhiều anh chị khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta nhìn ấy thì chúng ta hay nghĩ là cái đèn này bằng vỏ nhựa, nhưng mà thực tế không phải anh chị ạ. Đèn này được bên em làm bằng vỏ nhôm và được sơn một lớp sơn màu trắng để cho nó phù hợp với cái không gian trong tường, chẳng hạn khi mà chúng ta treo trong tường nhà ấy thì nó sẽ hay có màu trắng, và chúng ta sơn cái màu này thì nó rất là đẹp. Ngoài ra thì khi mà anh chị mua cái mẫu sản phẩm này thì anh chị có thể thấy là mẫu này nó cũng được trang bị là 5 cái vạch báo pin ở bên ngoài này,
thì sẽ giúp chúng ta theo dõi xem là cái đèn nó còn bao nhiêu phần trăm pin cũng như là ban ngày nạp được bao nhiêu phần trăm rồi. Đấy, chúng ta có thể theo dõi rất là dễ dàng. Ngoài ra đối với những cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời, anh chị cũng cần quan tâm một yếu tố nữa, đó chính là tấm pin năng lượng. Thì cái sản phẩm đèn chống lóa này được trang bị là tấm pin poly với cái kích thước chiều ngang là 35cm và chiều dài là 53cm. Thì với cái kích thước này, thời gian sạc trung bình khi mà trời có nắng sẽ rơi khoảng tầm 6 đến 7 tiếng. Tiện đây thì em sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để chúng ta lắp đặt và kết nối. Thì khi mà anh chị mua một cái bộ sản phẩm này về thì nó sẽ bao gồm có một thân đèn này, một tấm pin này, một cái thanh giá đỡ hình chữ U của tấm pin, một bộ bu lông ốc vít này, một chiếc điều khiển từ xa và một phiếu bảo hành kèm theo của công ty. Thế thì việc lắp tấm pin thì chúng ta sẽ lắp theo kỹ thuật như sau. Thứ nhất là anh chị sẽ lắp ở trên mái hoặc vị trí nào có nhiều nắng và quay hướng nam anh chị ạ. Chứ anh chị nhớ là quay hướng nam nhé. Và cái độ nghiêng dốc của cái tấm pin thì chúng ta sẽ để nghiêng khoảng từ 5 đến 10 độ, chứ chúng ta không nên để dốc quá như thế này. Bởi vì dốc như thế này thì cái hiệu quả sạc nó sẽ giảm xuống. Hoặc là chúng ta nếu để ngửa như này thì khi mà mưa thì nước nó sẽ đọng vào trên tấm pin và nó sẽ không tốt anh chị ạ. Chúng ta để hơi nghiêng một chút như vậy đấy thì nó sẽ là tốt nhất và tối ưu. Về việc kết nối thì đằng sau tấm pin nó sẽ có một cái dây. Dây này thì sẽ dài 5m để giúp anh chị có thể chúng ta luồn dây để từ trên mái mà xuống trong nhà. Thì khi mà kết nối thì trong cái dây rắc này nó có sẽ có chiều anh chị ạ, nó sẽ có chiều. Và khi mà chúng ta lắp ấy, chúng ta để ý là chúng ta phải lắp cái dây này là đúng chiều giúp em nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ cắm thử cho mọi người. Và khi mà anh chị cắm đúng chiều ấy thì là nó sẽ có cái vạch báo pin nhấp nháy ở trên đèn. Đấy, ví dụ như chiếc đèn này. Đấy, thì khi em cắm đúng chiều anh chị có thể quan sát nhé. Ở trên này nó có mấy cái vạch báo pin này, nó sẽ nhấp nháy. Đây là nó đang báo cái chế độ nó đang sạc. Đấy, thì như vậy là ok. Và khi mà lắp đặt thì chúng ta sẽ lựa chọn cái vị trí nào mà nó phù hợp. Ví dụ như ở trong nhà thì chúng ta sẽ lắp ở trên tường chiều cao từ 3m đến 3m rưỡi là phù hợp nhất anh chị ạ. Đấy, và chúng ta sẽ lắp nghiêng xuống một góc như thế này để làm sao đảm bảo cái độ sáng tối ưu cho cái phòng của chúng ta. Về các cái tính năng của nó thì thứ nhất là nó sẽ có cái tính năng là cảm biến ánh sáng. Buổi tối là nó sẽ tự động sáng lên và ban ngày nó sẽ tự động tắt đi. Thì đây là cái tính năng rất là cơ bản của một chiếc đèn năng lượng mặt trời và rất là hay, tiện ích, giúp cho anh chị chúng ta không phải bật tắt thường xuyên bằng tay nữa mà nó sẽ hoàn toàn tự động. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng, ví dụ như là bật tắt bằng tay. Thì khi mà anh chị mua ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái điều khiển này. Ví dụ bật bằng tay thì chúng ta ấn nút on này. Đấy, thì chiếc đèn nó sẽ tự sáng. Đấy, còn chúng ta không muốn thì chúng ta sẽ ấn nút off ở ngay bên diện này. Đấy là nó sẽ tắt chiếc đèn này đi. Đấy. Ngoài ra thì nó có tính năng là tăng giảm độ sáng. Dấu cộng là tăng sáng và dấu trừ là giảm sáng. Đấy, thì mỗi lần anh chị bấm một cái thì nó sẽ nhấp nháy cái đèn này. Ngoài ra thì chúng ta có thêm hẹn giờ hoặc là chế độ auto ở trên này. Thì cơ bản anh chị sẽ dùng một vài lần là chúng ta sẽ hiểu và rất là đơn giản thôi anh chị ạ. Khi mà anh chị mua những cái sản phẩm chính hãng của bên công ty Hoàng Long Solar thì anh chị sẽ được bảo hành trong vòng 2 năm. Thì khi mà anh chị mua thì sẽ kèm theo phiếu bảo hành như vậy. Đấy, công ty sẽ để luôn ở trong cái thùng hàng cho anh chị. Sẽ bảo hành toàn bộ cái đèn này cho anh chị trong vòng 2 năm. Nếu có bất kỳ cái trục trặc này gì mà khiến đèn nó không sáng thì bên em sẽ hoàn toàn là bảo hành hết cho anh chị nhé. Thì trên đây em đã chia sẻ cho anh chị rất là chi tiết về cái mẫu đèn chống lóa 200W kim cương của Hoàng Long. Thì nó có mấy cái ưu điểm nổi bật thì em sẽ tổng kết lại một chút. Thứ nhất là về giá bán thì nó rất là rẻ, chưa đến 1 triệu đồng anh chị ạ. Nhưng anh chị đã sở hữu một cái sản phẩm rất là cao cấp, sử dụng chip led cao cấp và thấu kính cao cấp. Giá hiện tại của nó là 980.000. Cái thứ hai là khi mà anh chị chúng ta muốn sử dụng một cái mẫu đèn trong nhà diện tích từ 50 đến 60 mét vuông thì chúng ta có thể chọn cái mẫu này. Thì nó sẽ có đầy đủ các tính năng cơ bản của một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì nó có thêm tính năng là chống chói mắt. Đấy, tức là khi mà chúng ta sử dụng trong phòng nó sẽ không bị chói mắt nữa anh chị ạ. Và nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn được bên em tư vấn kỹ hơn về cái mẫu sản phẩm này thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với công ty Hoàng Long theo số điện thoại là 0865 999 515, hoặc truy cập trực tiếp vào website hoanglongsolar.com thì bên em có để giá bán cũng như là thông số chi tiết của sản phẩm. Và một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị chúng ta đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.